Xin chào mọi người, hôm nay rảnh rỗi ra biển ngồi tâm sự với mọi người một chút về cái chuyện hôn nhân, đúng không? Chuyện định hướng cho con cái về hôn nhân. Thì hôn nhân là một cái quyết định rất là lớn, một trong những quyết định lớn nhất của cuộc đời. Nhưng mà ở cái xã hội hiện đại ngày nay thì rất là nhiều người ra những quyết định hôn nhân một cách vội vàng và dẫn đến cái sai lầm. Và nếu mà một thời gian thì mới phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi, bởi vì là ván đã đóng thuyền rồi, đúng không? Thay đổi nó cũng rất là khó và nó cũng gây tổn thương cho nhiều người. Nhưng mà có một cái điều đáng buồn nên là không ai dạy cho chúng ta và không ai dạy cho con chúng ta biết làm nào để tìm được một cái người chồng hoặc là người vợ mà thích hợp với mình. Tốt thôi chưa đủ nhá, những một người tốt thôi chưa đủ mà một người phải thích hợp với mình, một người đi cùng mình một con đường dài mấy chục năm ở với mình thì phải, đúng không? Phải thích, thực sự thích hợp thì mới có thể chung sống được. Có rất là nhiều lý do mà bố mẹ không có chia sẻ với các bạn, những cái chàng thanh niên mới lớn hoặc là những cái cô thiếu nữ mới lớn về cái chuyện này, bởi vì là các chị nghĩ là chuyện học thuật của chúng nó thì quan trọng hơn và còn nhiều thứ khác phải lo toan, đúng không? Rồi chúng nó sẽ tự tìm cách được cuộc sống. Nhưng mà thực ra không phải, nếu mà đúng không, sự nghiệp thành công mà có một cuộc hôn nhân đau khổ thì nó vẫn sống cuộc sống đau khổ thôi đấy, và đến lúc nhận ra thì nó cũng đã muộn rồi. Hoặc là bố mẹ cũng cảm thấy không tự tin, đúng không, khi mà mình ở trong cái cuộc hôn nhân đấy, mình cũng không tự tin để mình có thể mình chia sẻ được cho con mình làm thế nào để tìm được một cái người chồng người vợ thích hợp. Mà thường xuyên, mà ví dụ trong các anh chị có thấy bao giờ mà các anh chị mà cãi nhau hoặc là con mình làm cho mình thất vọng thì lúc nào cũng ra một cái bình luận là giống y đặc mẹ mày hoặc là giống y đặc bố mày, không, đúng không, trách móc. Sau cái video này thì em nghĩ là các chị có một cái cách nhìn mới về cái việc mà dạy con tìm bạn đời, vì nó cũng rất là quan trọng. Rồi, thế bây giờ các cái bước để làm được. Thì cái việc đầu tiên ý là cái người thanh niên mới lớn này, đúng không, phải hình dung được xem cái người bạn đời của người ta là cái gì, người bạn đời của cái người thanh niên là gì, của mình là gì. Ví dụ nếu mà mình là một cô gái trẻ, đúng không, mình sẽ vẽ ra chân dung của một cái người chồng mà mình thích hợp, tức là thành lập một cái hệ thống tiêu chí từ cao đến thấp. Đấy, tiêu chí là kiếm được bao nhiêu tiền, vóc dáng bao nhiêu, rồi đẹp trai, rồi nhà, đúng không, nhà có điều kiện, hay là có óc hài hước, hay là có trách nhiệm, tất cả. Thì mình sẽ làm một cái list, một cái danh sách những cái yếu tố, những cái tiêu chí criteria, những cái tiêu chí mà mình cảm thấy là mình bắt buộc phải có, và sắp xếp thứ tự từ trên xuống dưới. Và nếu mà có người nào mà thỏa mãn thì check, nếu mà thỏa mãn hết thì check. Thế nhưng mà bây giờ có một điều quan trọng là làm thế nào, đúng không, làm thế nào để xây dựng được những cái tiêu chí đấy, làm nào để xây dựng những cái tiêu chí đấy. Thì những cái tiêu chí đấy thì không phải là ai cũng biết được, đúng không? Nếu mà nhiều người biết như thế thì đã không có xảy ra những cái cuộc hôn nhân đổ vỡ, cũng không có cái chuyện mà 10 năm sinh sống với nhau rồi mới phát hiện ra là mình không có hợp. Thế bây giờ cái tiêu chí đấy được thành lập như thế nào? Các cậu thanh niên với cả cô thanh niên nhà mình ấy là phải quan sát những người đàn ông xung quanh, và cái quan sát cái cảm xúc của mình khi mà những cái người đàn ông đấy thực hiện một cái hành vi nào đấy. Em lấy ví dụ như là ngày bé thì em có hai cái người đàn ông ảnh hưởng lớn nhất đến cái cuộc đời của mình ấy. Đấy là bố và cậu, đúng không? Bố thì là một người rất là tiết kiệm. Bố rất là tiết kiệm, tức là bố đi đâu bố cũng mang một cái chai nước đi, không bao giờ bố uống nước ở bên ngoài. Thì về sau khi mà mình lấy cái ông chồng này, ông ấy cũng kiệm luôn, tức là ông không bao giờ ông ấy chi tiêu những cái gì mà quá xa xỉ cho bản thân ông cả. Hoặc là yếu tố cái tính cách thứ hai của bố ảnh hưởng đến cái người chồng của mình sau này đấy chính là cái việc học hành. Nếu mà xin tiền bố mà mua một cái gì đấy về liên quan đến giải trí thì rất là khó có thể xin được, nhưng mà nếu mà tại vì là bố rất là tiết kiệm mà, đúng không, nhưng mà nếu mà xin tiền mua sách vở học hành hoặc là mua cái xe đạp để đi học thôi chẳng hạn thì bố sẵn sàng sẽ cho mình tiền để mua những cái đấy.
Thì cái người chồng với sau này của mình cũng thế, cũng rất là thích sách, yêu sách vở kinh khủng luôn. Một tháng có thể không mua một cái gì hết, nhưng mà bắt buộc cái tháng đấy phải mua 1 đến 2 triệu tiền sách, hoặc 1 2 triệu tiền sách một tháng, nó cũng rất là nhiều. Để đọc rồi để dạy cho con, thì đấy cũng là cái phẩm chất thứ hai. Cái phẩm chất thứ ba mà cái người cậu mình, cậu có một cái đức tính rất là hiền hậu. Cậu là một người hiền hậu và không bao giờ có một cái to tiếng xô xát cãi cọ được với ai hết cả. Thì đấy là cái đức tính thứ ba của cái người đàn ông mà của em về sau này, tức là em lấy một cái người chồng này vừa tiết kiệm giống bố này, vừa yêu sách giống bố này, và vừa hiền hậu giống cậu nữa. Thì mình mới nhận thấy là à, đấy chính là, thực ra nếu mà mình không lấy cái người đàn ông này nhá, thì em cũng sẽ lấy một cái người đàn ông khác mà giống y đặc tính cách của ông chồng của em bây giờ. Thì đấy là những cái tiêu chí mà em đã hình thành cho mình từ khi mà còn nhỏ cơ, là đã muốn một cái người chồng như thế rồi. Đấy, thì mình phải quan sát, đúng không? Bây giờ lại quay lại cái câu chuyện là thành lập cái tiêu chí. Rồi mình có, bản thân em thì có 3 cái tiêu chí đấy. Có thêm một cái óc hài hước nữa, bởi vì mẹ của em rất là hài hước, thì người chồng bây giờ cũng rất là hài hước. Thì cách mình thành lập cái tiêu chí đấy là mình quan sát những cái, quan sát cái người xung quanh của mình và quan sát cái cảm nhận của mình nhá. Thứ hai nhá, không phải quan sát người xung quanh không, mà quan sát cái cảm nhận của mình đối với những cái hành vi của người xung quanh, xem là cái lúc đấy, tức là cái này yêu cầu cái sự nhận thức về cả bản thân rất là cao. Mình cảm thấy gì khi mà bố mình làm như thế với mẹ đấy. Và nếu mà đấy là một điều mà mình cảm thấy hạnh phúc nhá, thì mình sẽ tìm một cái người như thế. Hoặc là mình cảm thấy gì khi mà bố làm một cái điều gì không tốt, thì mình sẽ phải lấy cái tiêu chí đấy tránh ra, đúng không? Lấy cái tiêu chí là không bao giờ mà tìm một cái người đàn ông như thế. Nên mình phải hiểu được cái bản thân mình. Thì các cái cậu, các cái cô cậu thanh niên cũng phải, đúng không, nhận thức được cái bản thân mình, nhận thức được cái cảm xúc của mình. Mình cảm thấy khi như thế nào khi cái một cái người phụ nữ hoặc một cái người đàn ông khác mà ứng xử. Sau khi mà mình đã tìm được 10 cái tiêu chí để làm cho mà những người xung quanh hành động mà làm cho mình hạnh phúc, bắt đầu mình mới viết ra một cái danh sách. Ok, viết ra danh sách rồi thì đó là cái thứ nhất nhá, là thành lập tiêu chí và các cái bước thành lập tiêu chí. Sau khi mình thành lập tiêu chí rồi thì mình phải xứng đáng, tức là, đúng không, mình mô tả ra một cái bức tranh rất là đẹp về cái người bạn đời của mình về sau như thế. Thì bản thân mình ấy cũng phải là một cái người mà xứng đáng với cái người bạn đời đấy, đúng không? Một cái người tiết kiệm thì không bao giờ người ta yêu những cô gái hàng hiệu cả, đúng không? Hoặc là một người thích sách thì không bao giờ thích những cô gái đi vũ trường. Thì mình phải xứng đáng với những gì mà những cái danh sách mà mình đặt ra. Thì và mình hành động nhá, mình sinh hoạt và mình có những cái tư tưởng sống và mình có những cái quan điểm sống phù hợp với cái chân dung của cái người chồng hoặc là người vợ về sau này. Nếu mà mình một người đàn ông thích sách, đúng không, thì tất nhiên là anh ấy sẽ không đi đến vũ trường và anh ấy sẽ đi đến thư viện chẳng hạn. Thì mình biết à, đấy là cái nơi mà mình có thể tìm thấy người đàn ông đấy. Hoặc là một người học thức cao thì không thể nào mà tìm thấy ở những cái chỗ chơi bời được, mà mình sẽ tìm thấy cái người học thức cao đấy ở giảng đường đại học. Sau khi mà mình xứng đáng rồi, đúng không, mình có tư tưởng sống và mình có cách sinh hoạt phù hợp với cái đối tượng tương lai của mình rồi, thì mình tức khắc mình sẽ gặp được cái người đấy, đúng không? Mình tức khắc mình gặp người đấy và mình sẽ ra một cái quyết định gọi là hẹn hò. Con ơi, con nếu mà con tìm thấy người thích hợp thì con có thể hẹn hò. Thế nhưng mà trong cái lúc hẹn hò thì mình phải làm cái gì trong cái lúc hẹn hò, đúng không? Tại vì là khi mà người ta đi cưa cẩm, bao giờ người ta cũng mang cái thứ tốt đẹp nhất, đúng không? Thì trong cái lúc hẹn hò mình phải làm một cái bước tiếp theo, đấy là mình tạo ra một cái nghịch cảnh nào đấy mà có thể kiểm tra lại được cái criteria của mình lúc đầu ấy, người ta gọi là assessment, tức là đánh giá kiểm tra xem là cái người này, đúng không, ở trong cái nghịch cảnh đấy thì người ta có thể hiện được cái tính cách mà mình đang cần tìm không. Nếu mà người ta thể hiện được thì ok, còn nếu người ta không thể hiện được thì mình phải làm một bước tiếp theo, đấy là mình phải điều chỉnh cái criteria của mình. Liệu là cái criteria đấy nó có quan trọng đến cái mức độ đấy không? Mình có thể thỏa hiệp được không? Ví dụ như là mình cảm thấy mình rất là thích cái người này rồi, đúng không? Người này là một người có học thức, có
thu nhập, có trách nhiệm, có óc hài hước rồi, nhưng mà anh ta chỉ có mà lười một chút thôi chẳng hạn, thì liệu mình có chịu được lấy anh ta không? Nếu mà mình cảm thấy là được mình thì mình mới bắt đầu mình thỏa hiệp những cái tiêu chí của mình. Còn nhưng mà thường ý thì lười, nếu mà bản thân họ sống một mình lười mà đi lấy vợ lấy chồng thì chắc chắn là họ còn lười hơn, cho nên là cũng rất là khó để thỏa hiệp được cái yếu tố chăm chỉ này. Vậy mình phải điều chỉnh cái tiêu chí cho nó thích hợp, bởi vì bản thân mình cũng nhiều lúc có phải perfect đâu, đúng không? Mình cũng có những lúc mà mình cũng không thể kiểm soát nổi mình mà, đúng không? Mình cũng không làm được theo đúng ý mình thì làm sao mà một cái người khác người ta làm theo. Vậy bước tiếp theo nhá, bước là mình phải điều chỉnh cái tiêu chí của mình. Và đến cái gọi là dạng cuối cùng là chốt sale đấy, chốt sale bán hàng ấy, thì là cái quá trình ra mắt gia đình. Thì cái bước ra mắt gia đình này nó rất là quan trọng. Đấy là mình phải quan sát xem là cái tương tác của cái người này với bố mẹ của người ta như thế nào. Tương tác với gia đình rất là quan trọng, bởi vì cái tương tác của trong gia đình nó sẽ quyết định là về sau người ta tương tác với mình như thế nào, cái kiểu tương tác. Ví dụ họ tương tác với nhau kiểu yêu thương, hay họ tương tác với nhau kiểu đổ lỗi, hay họ tương tác với nhau kiểu chỉ trích. Mình phải xem là họ tương tác với nhau kiểu gì. Trong trường hợp của em ấy, thì trong trường hợp của mình thì ông xã ông có một mối quan hệ rất là tốt với bố mẹ, cả gia đình rất là yêu thương nhau, tốt quá, không có vấn đề gì, đúng không? Nếu mà ông yêu thương bố mẹ như thế và bố mẹ cũng yêu thương ông thế thì sẽ không có cái chuyện là khi mà có một cái nảy sinh mâu thuẫn gì trong gia đình, đúng không? Mà tất nhiên mâu thuẫn sẽ xảy ra rồi, thì người ta sẽ không bao giờ người ta tìm đến những cái đổ lỗi hay là buộc tội hay là, đúng không? Mà người ta sẽ tìm cách giải quyết. Thì đấy chính là các cái bước. Thôi, mình ôn tập lại một chút nhé. Bước thứ nhất là mình thành lập một cái tiêu chí dựa trên những cái người đàn ông hoặc là những người phụ nữ ở xung quanh cuộc sống của mình, đúng không? Và bằng cách quan sát về cảm xúc của mình, bằng cách quan sát về hành vi của người ta. Cho nên đến cái đoạn này thì em cũng muốn nhắc nhở bố mẹ một chút là nếu những ông bố, đặc biệt những ông bố mà muốn con cả con gái mà lấy một cái người chồng tốt, thì bản thân mình cũng phải là một người chồng tốt trước đã, thì con mình mới có thể lấy được một cái người chồng tốt. Và cái mẹ nữa, một bà mẹ nữa, nếu mà mẹ mà muốn con trai mình mà lấy được một cái người vợ tốt thì bản thân phải là một cái người vợ tốt trước cái đã. Chứ mình, tại vì là thường thì mình sẽ ảnh hưởng, cái ví dụ của mình, cái gương của mình nó sẽ ảnh hưởng đến những cái tiêu chí của con. Và xong bước thứ nhất rồi nhá. Bước thứ hai là mình phải xứng đáng với những cái tiêu chí đấy, đúng không? Mình xứng đáng với những tiêu chí đấy. Mình phải có cái lối sống, mình phải tu luyện làm sao đấy để mình phù hợp được với cái đối tượng trong tương lai. Và mình có thể tìm kiếm những cái người đấy ở trong những cái môi trường thích hợp. Bước thứ ba là tạo ra những cái nghịch cảnh để cho người ta thể hiện được ra là cái tính cách của người ta để có thỏa mãn với cái tiêu chí của mình không. Đấy, cái bước này rất là quan trọng nhá. Sau đó thì mình điều chỉnh cái tiêu chí sao cho nó thích hợp, tùy vào cái tình cảm của mình lúc đấy nữa. Đấy. Và bước cuối cùng ấy là xem tương tác của họ đối với gia đình. Tương tác của họ đối với gia đình rất là quan trọng. Thì đấy chính là các cái bước để mà một cái cô gái trẻ hoặc một cái chàng trai trẻ có thể tìm được ra một cái người bạn đời không những tốt. Tốt là cái điều kiện cơ bản rồi, tốt là một cái điều kiện hết sức cơ bản, nhưng mà còn phải gì nữa, còn phải phù hợp với mình nữa. Thì hy vọng cái video này giúp ích được cho các bố mẹ. Nếu bố mẹ thấy cái video này hữu ích thì có thể like, share cũng như là để lại những cái bình luận. Có những cái điểm mà em chưa đề cập đến hoặc là có những cái thắc mắc gì đấy của bố mẹ mà nhỡ đâu em sẽ có thể làm một cái video đặc biệt để giải quyết những cái thắc mắc đấy thì sao? Goodbye!